Dù khó khăn, nhưng năm qua, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì các hoạt động chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng và mỗi người lao động. Phóng sự phản ánh tại Công ty Cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Ngoài đảm bảo lương thưởng Tết cho 900 công nhân, dịp Tết nào cũng vậy, May Bảo Hưng đều tổ chức đi thăm tặng quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách ở những xã có đông công nhân làm việc tại công ty. Ngoài ra, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách cũng đều có các phần quà riêng. Dịp này, công ty tặng gần 200 suất quà, tùy từng hoàn cảnh, mỗi suất trị giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Công ty đã có chút quà để cho gia đình được ăn Tết, được vui vẻ và hạnh phúc. Cô chúc công ty được ngày làm càng ngày phát đạt. Gói bánh chưng cũng là một hoạt động ý nghĩa được công ty duy trì từ nhiều năm nay. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, công ty gói gần 1.000 chiếc vừa để tặng cho người lao động mang không khí Tết về với gia đình, vừa để liên hoan bữa tất niên toàn công ty. Nhiều công nhân rất vui khi lần đầu được tham gia gói bánh, và điều lớn lao hơn cả mà công ty muốn gửi gắm tới mỗi người lao động qua việc gói bánh chưng là duy trì những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Lần đầu tiên em được công ty tổ chức cho gói bánh chưng và em rất là xúc động, rất là bồi hồi, rất là bất ngờ, bởi vì là công ty đã rất là quan tâm đến đời sống của công nhân, cho công nhân tổ chức gói bánh chưng để phát huy truyền thống của dân tộc. Thị trường tiêu dùng hàng may mặc toàn cầu được dự báo còn nhiều khó khăn ở phía trước do suy thoái kinh tế. Người dân tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành may đều cắt giảm tiêu dùng. Nhưng vượt qua một năm khó khăn, năm nay công ty cổ phần Bảo Hưng đã mở rộng thêm được một số khách hàng, nhãn hàng sản xuất mới, đồng thời tuyển dụng thêm 100 lao động mới vào làm việc. Gia đình Bảo Hưng thì luôn xác định việc quan tâm chăm sóc tới người lao động được đặt lên mục tiêu hàng đầu trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở công ty. Đối với người lao động vào làm việc tại công ty Bảo Hưng thì các bạn sẽ được làm việc trong môi trường điều hòa trung tâm và được chăm sóc về sức khỏe. Hàng năm thì công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các bạn để tầm soát các bệnh tật cho các bạn. Và ngoài ra thì đối với các bạn vào đây thì các bạn sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty. Quan tâm chăm lo tốt cho người lao động, yên tâm làm việc, cống hiến là chìa khóa để doanh nghiệp thành công. Những việc May Bảo Hưng đã làm được cho người lao động và cho cộng đồng thời gian qua thật đáng trân trọng. Được ví như những nét xuân tô đẹp thêm mùa xuân mới đang đến gần, mùa xuân của những hy vọng vui tươi.